Vâng các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một chiếc xe Kia K250 ha, làm một chiếc xe dòng Kia. Xe này điều đặc biệt các bạn thấy rằng là xe này đã chạy được 207.000 cây rồi các bạn. Ha, 207.000 cây. À, một khoảng thời gian sử dụng rất là lâu nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy là xe rất là nhiều khói đen ha. Và chủ xe thì thấy khói quá nên cho xe đi sửa. Thì cũng để nổ bình thường thôi. Đây các bạn nhìn này, cái đường dầu hồi của kim phun khi mà nổ máy nha các bạn. Thì anh chủ xe cũng nói với mình rằng là cái kim phun nó hồi nhiều quá rồi em, nên là anh cho xe đi làm luôn. Đó các bạn thấy chưa, nó đáy như tên như đạn bắn luôn á, à, giống như là tia nước luôn rồi, à, là không được nha các bạn. Kim phun mà ok là nó chỉ nhỏ giọt thôi, và khi mà test lỗi thì nó báo là áp suất nhiên liệu thấp. Thì hai cái lỗi này báo rằng thì dầu hồi và báo lỗi thì chắc chắn 100% chiếc xe này bị hư kim phun rồi các bạn. Ở đây thì mình muốn nói các bạn là cái xe này bị hư kim phun, nhưng mà nếu các bạn dùng cái máy chẩn đoán á mà các bạn nhìn các cái thông số xe của nó thì nhìn không có ra đâu các bạn. Đó, ngày xưa mình hay căn cứ vào các cái thông số, cái lượng phun của từng kim, nhưng mà cái thông số này nó không có chuẩn xác. À, muốn chết chắc ăn là xe có bị vấn đề về kim hay không mà phải gắn lên máy kiểm tra kim chuyên dụng nha các bạn, chứ test lỗi không ra. Đó thì các bạn thấy là đối với dòng K250 hoặc Kia, mỗi một lần mà đụng đến kim của nó là phải tháo tất cả ghế này, rồi tháo các cái tấm phía dưới ghế ha, các cái tấm xương của nó rất là cực. À, thay vì giả sử như chiếc Hyundai N250 thì các bạn chỉ cần lật cabin lên thế là xong, chẳng phải làm gì hơn ha. À, vì sao mà mình nói các bạn là mấy cái dòng xe này chỉ có thợ người ta làm thôi, chứ bảo dưỡng sửa chữa mà chúng ta tự làm thì cũng khó lắm, bởi vì mỗi lần đụng đến nó cái gì là phải tháo rất là nhiều thứ, rất là mất công ha. Đó, các bạn thấy rằng là phải tháo toàn bộ các cái giắc điện ha, giắc điện kim phun, rồi các cái kim phun, các cái đường ống dầu và kim phun. Và các bạn thấy là cái dòng mà Kia này nó có thay được cái giắc điện của từng kim nhé các bạn, rất là đơn giản ha, chứ nó không phải như một số dòng khác là các bạn phải thay nguyên bó dây điện đâu, nó thay cái dây điện riêng thôi ha, rất là tiện ha. Các bạn nào mà sửa chữa nhiều á thì các bạn sẽ thấy được cái điều này. Thì nói chung là anh em chúng ta xài xe thì cũng không quan tâm nhiều lắm. Và cái khâu quan trọng nhất là phải nhấc được cái kim phun ra khỏi. Đó các bạn thấy không, cái xe này thì tuy rằng là chạy 200.000 cây rồi nha các bạn, nhưng mà kim phun của nó vẫn dễ, rất là dễ tháo. Có một số xe mình nói các bạn á, một người ta thợ mà sửa kim phun họ chỉ sợ nhất là cái công việc mà tháo kim, có khi mất cả ngày á các bạn, chỉ để tháo 4 cây kim phun thôi ha. Và thường thường cái kim phun mà khó tháo nhất là cái kim phun thứ tư, nó nằm ngay ở chỗ cái cabin á, rất là khó tháo. Đó. Các bạn thấy là người ta đang dùng cạo, người ta cạo lên này đấy. À, thì những cái kim phun này thì dễ tháo thôi, hầu như là sẽ tháo được, chỉ xui lắm làm 100 xe mới bị 1-2 xe là những cái kim phun 1-2-3 là có một cây nó không tháo được ha, rất là khó. Nhưng mà hầu như là cái kim thứ tư, đây cái kim trong cùng này này, là người thợ của kim nào cũng sợ hết. Thật may mắn là cái xe này cả phải đóng kim xuống, đều rất là dễ tháo, chứ không là mất cả ngày trời các bạn. Và cái này là cái mình muốn nói này, anh khách hàng anh rất là kỹ nha các bạn, anh xài dầu 001 và anh vệ sinh nhiên liệu, anh dùng D12 cũng rất là định kỳ luôn. Nhưng mà một cái thiếu nghiêm trọng của anh chủ xe đó chính là anh xài cái lọc đẻo các bạn. Nói thẳng là lọc đẻo. Này xíu nữa các bạn sẽ thấy cái lọc. Theo các bạn thấy dầu 001 không? Nó rất là trong mà nó có màu xanh lơ á. Ha, rất là đẹp luôn. Dầu của anh rất là sạch, bình dầu rất là sạch. Dầu trong lọc dầu cũng rất là sạch, nhưng mà có một điều rất là dở. Chỉ là một cái điều thiếu sót rất là dở, đó chính là cái lọc dầu. À, nên là mình muốn cho các bạn xem kỹ cái video này. Tại sao cái chiếc xe này chạy 200.000 cây rồi mà mới hư kim?
Thứ nhất là em vệ sinh nhiên liệu kỹ. Mà tại sao nó lại hư kim? Không phải là do nhiên liệu nữa các bạn, mà do cái lọc dầu của bạn. Và cái xe này nó có cái mạt này, các bạn thấy nó có đốm đốm không? Đó. Để xíu nữa mình sẽ nói là tại sao nó có cái mạt đó. Đây các bạn nhìn cái lọc dầu này. Lọc dầu này thì nếu các bạn mua ngoài thị trường đó, nếu mà các bạn mua số lượng nhiều, nó chỉ khoảng 150.000 một cái thôi. Có nơi bán có 100.000 thôi. À, và cái lọc dầu này nó làm hư luôn cả các cái gen của cái cảm biến đo nước trong dầu ha, hoặc là dầu dơ đó, mấy cái gen này nó bị cháy hết rồi. À, gắn vô cũng khó mà mở ra cũng khó nha các bạn, nó rít nó rất là cứng. À, những người thợ mà gọi là người ta gắn được cái lọc dầu này vào cho bạn là người ta cũng phải gọi là người ta gân cổ đó các bạn thấy không. Lọc dầu này lọc dầu dỗm ha. Cái lưới dây lọc nó chỉ mỏng như tờ lá lúa thôi. Mỏng như cái lá lúa. Thì các bạn có thể xem lại trên kênh ô tô tại Đồng Nai của mình. Mình vạch trần cái lọc tốt và lọc dỗm. Và đây là cái lọc trong dưới này các bạn thấy không? Nó cũng tương đối là dơ ha. Và tại sao mình phải kiểm tra? Đây là cái bơm có áp nha các bạn. Ha, cái bơm có áp của cái chiếc xe này thì mình phải tháo ra kiểm tra. Bởi vì hồi nãy mình nói các bạn á, nó có các cái mạt mà màu trắng trắng á. Thì mình nghi ngờ là cái bơm của nó bị lột rồi. Nhưng mà rất là may là cái bơm này chỉ cần chỉnh sửa lại thôi, không phải làm gì nhiều. Và đây là cái bầu lọc khí thải. Thì cái xe này anh cũng vệ sinh rất là định kỳ cái bầu lọc khí thải này ha. Tuy nhiên là các bạn biết sao không, nó bị hư kim á, khói nhiều lắm. Khi mà cái xe nó bị hư kim mà nó ra khói rất nhiều. À, bạn chạy 10 năm không bằng bạn chạy 1 tháng khi mà xe bị hư kim đâu ha. Đó là cái lượng than nó bám rất là chặt đó. Và mình sau khi mình ngâm B30 xong thì mình xịt lại bằng nước sạch, và khi xịt thì mình để cái chế độ xe ra như vậy để nó không làm vỡ cái bộ lọc của khách hàng ha. Thì cái này cũng hoàn toàn là kinh nghiệm thôi các bạn, chứ mình cũng đâu có biết là phải tiêu nước đâu. Tiêu nước phải xè ra đâu, thì dù ngày xưa mình xài cái tiêu nước thẳng á, mới cho vô nó bể, thế là lập tức rồi mình phải xè ra, chứ không là nó bể hết cái bộ lọc của khách hàng. Như vậy là không được. Và các bạn thấy là vệ sinh xong là nó nhìn thấu sang bên kia luôn. Đã các bạn có thể thấy cái ánh nắng mặt trời ở bên lỗ bên kia ha. À, các bạn mà vệ sinh không sạch á, thì các bạn không nhìn thấy được cái điều này đâu. À, nó vẫn cứ đen đen nó mờ làm sao á, không thể nhìn được thấy cái ánh sáng ở bên đầu bên kia. Đó là tác dụng của các cái sản phẩm vệ sinh bầu lọc khí thải. Ví dụ như ở đây là sản phẩm D30. Và sau khi mà kiểm tra kim phun và làm lại bơm có áp á, thì bên mình sẽ tiến hành gắn lại cái bơm có áp nha các bạn. Các bạn thấy là cái xe này dầu nhớt của nó dơ lắm rồi, nên là lâu lâu các bạn nên xúc nhớt cho nó một lần ha. À, đó, chứ để dơ như vậy thì mình đảm bảo cái động cơ nó sẽ không hoạt động được tối ưu đâu, không hiệu quả đâu. Động cơ nó rất dễ nóng ha, nó nóng, nó giải nhiệt không kịp do cái nhớt của nó đặc quá rồi, dơ và đặc quá rồi thì nó sẽ không giải nhiệt tốt cho động cơ ha. Thì tuổi thọ động cơ chắc chắn là nó sẽ kém ha. Và đây là cái đường gió vào trong cái súp bắp nạp này các bạn ha. Đối với các dòng Euro 4 mà đặc biệt là cái dòng động cơ D4CB thì bao giờ nó cũng sẽ có bụi than đóng một lớp, và cái chiếc xe này là tương đối là sạch đấy. Sạch nha các bạn ha. Còn một số chiếc xe nó dơ hầy luôn. Đó, và bây giờ là công đoạn bên mình gắn kim lại. Thì cái này mình cũng chia sẻ các bạn rất là nhiều rồi. À, và qua cái các cái bước như vậy thì các bạn biết sao không? Thì cái việc gắn kim như vậy nó là cả một vấn đề đó các bạn ha. Đòi hỏi người kỹ thuật phải nắm vững về tình trạng của kim phun. Rất nhiều anh em gắn kim vô là một là đè nó không nổ, hai là gắn xong mà gắn mà không có chấp chuẩn thì nó sẽ đi làm kim phun lại. Thì cái này anh em mà chắc chắn là sẽ bị một vài lần, nếu như là các anh em chuyên sửa các cái dòng Euro 4 và đặc biệt là sửa kim phun như này thì chắc chắn anh em sẽ dính một đến vài lần, một vài lần. Nhưng nó không phải là một chuyện đơn giản, thì việc gắn cái kim lên là xong đâu.
Chấm nước nữa tiếng vào tiếng. Lén làm gió đi lắp cho luôn. Và các bạn thấy là sau khi máy nổ rất là êm và không có rung lắc và đặc biệt là không có khói đâu các bạn. Ăn thua nhau ở chỗ này thôi nha. Và sau khi mà sửa xong á thì sẽ kiểm tra lại thông số động cơ cũng như xem nó còn cái lỗi gì không. Những cái lỗi cũ chúng ta sẽ xóa lỗi đi. Các bạn thấy là nó đang báo lỗi cũ là hệ thống nhiên liệu, áp suất nhiên liệu thấp này. Đó, và các bạn thấy à, xóa lỗi đi thì nó sẽ hết lỗi thôi. Các bạn không thấy hệ thống hết lỗi. Và đây quá trình bên mình chạy thử xe trên đường ha. Thường thì sau khi chúng ta làm kim xong á, chúng ta phải chạy thử xe trên đường để xem mà xe nó có đạt hay không, nó có lên được cái tốc độ mong muốn hay không, hay là nó vẫn chưa đạt thì chúng ta lại phải làm lại nha các bạn. Đây là cái khúc mình bắt đầu tăng tốc mà các bạn hãy quan sát cái tua máy cũng như cái tốc độ của xe ha. Do cái đường cung đường nó ngắn nên mình chỉ thử được khoảng từ dưới 100 km/h thôi, chủ yếu là xem xe nó có ngọt chưa để bên mình tiến hành kiểm tra lần cuối trước khi giao xe cho khách hàng ha. Cái này mà trong này mới có báo 70. Và các bạn thấy sau khi mới đèn rất là tương đối là hơi xám xám và ít đi rất nhiều so với cái lúc đây là cái câu lại đây. Cuối cùng đạt hay không đạt. Và qua cái quá trình làm chiếc xe này thì mình đánh giá một vài điều. Thứ nhất á, là anh khách hàng này anh xài dầu rất là sạch, ok. Vệ sinh nhiên liệu bằng D12 thường xuyên định kỳ, ok. Tuy nhiên cái mà mình vẫn đi nhắc đi nhắc lại các bạn đó chính là cái lọc dầu. Thì các bạn cũng phải xài cho nó đúng ha, cho nó chuẩn à. Chứ những cái lọc dầu này thì mình nói các bạn không, nó không có dùng được. Bởi vì chỉ cần một lần nhiên liệu của bạn nó bị dơ thôi thì cái lọc này nó sẽ không lọc được và lập tức nó sẽ lên động cơ của các bạn. Và chính mình theo mình nghĩ là chỉ vài lần các bạn đổ phải cái dầu dơ thôi, với những cái lọc dầu như thế này thì cái tuổi thọ của kim phun các bạn chắc chắn là nó không có bền hơn được nữa đâu ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.